Xứng hôn viên Ngô Cát Linh và Linh Trịnh xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV được phát trên băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, hệ thống Galaxy 19 phủ sóng toàn Hoa Kỳ và Canada cũng như trên website ibctv.us. Như thường lệ, trước khi đi vào phần tin chi tiết của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin được điểm qua một số tin chính như sau. Hàng trăm tài xế xe tải tập trung ở khu vực trang trại Bolivia khi các cuộc phong tỏa ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Southwest Airlines hủy chuyến bay, tòa Bạch Ốc đòi phải bồi thường hành khách. Tổng thống Philippines kỳ vọng một chương mới trong hợp tác với Trung Quốc. Bức tường biên giới tạm thời được xây dựng để ngăn chặn dòng di cư bất hợp pháp bị dỡ bỏ ở Arizona. Gia đình được tăng trợ cấp nếu chuyển khỏi Tokyo. Và sau đây, chúng tôi xin mời quý khán thính giả đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần trình bày của sứ ngôn viên Linh Trịnh. Hàng trăm tài xế xe tải tập trung ở khu vực trang trại Bolivia khi các cuộc phong tỏa ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Hàng trăm tài xế xe tải xếp hàng trên đường cao tốc ở vùng nông nghiệp Santa Cruz của Bolivia vào thứ Ba ngày 3 tháng 1 khi những người biểu tình phong tỏa các tuyến đường ra khỏi khu vực sau vụ bắt giữ tổng thống đốc địa phương và các doanh nghiệp địa phương bị ảnh hưởng nặng nề đã kêu gọi khôi phục trật tự. Các cuộc biểu tình đã bùng phát kể từ vụ bắt giữ nhà lãnh đạo địa phương cánh hữu Luis Camacho vào ngày 28 tháng 12 với cáo buộc khủng bố liên quan đến một cuộc đảo chính vào năm 2019 chống lại tổng thống lúc đó là Evo Morales. Reuters chứng kiến những người biểu tình yêu cầu trả tự do cho Camacho đã chặn các đường cao tốc bằng lốp xe, cành cây và đá, khiến giao thông bị tắc nghẽn hàng dài. Các cuộc phong tỏa đe dọa việc vận chuyển ngũ cốc và thực phẩm trên khắp đất nước. Những người lái xe tải và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong khu vực cho biết các cuộc biểu tình đang gây tổn thương và kêu gọi trật tự. Luis Herbert Goldboy, một tài xế xe tải người Brazil vận chuyển khí đốt của Bolivia cho biết, người dân bất bình về việc một thống đốc cánh hữu bị bỏ tù và muốn ông ấy được tự do, nhưng chúng tôi đang phải trả giá và chịu đựng tình trạng này. Tại thành phố Santa Cruz, những người biểu tình đã đụng độ hàng đêm trên đường phố, đốt cháy ô tô, lốp xe và đốt pháo hoa. Những người khác đã tổ chức các cuộc tuần hành ôn hòa. Một số nhóm cho rằng Camacho chịu trách nhiệm một phần về các sự kiện vào năm 2019 khi các cuộc biểu tình chết người làm náo loạn đất nước và cuối cùng dẫn đến việc biểu tượng cánh tả Morales phải từ chức. Camacho đã lãnh đạo một số cuộc biểu tình với tư cách là một nhà lãnh đạo dân sự địa phương. Người phát ngôn của chính phủ, ông George Richter, đã cho biết hôm thứ Ba rằng những cuộc huy động này nhằm mục đích khiến những người tham gia biểu tình chống lại Morales vào năm 2019 không bị trừng phạt. Southwest Airlines hủy hàng loạt chuyến bay, tòa Bạch Ốc phải đòi phải bồi thường cho hành khách. Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Ba, ngày 3 tháng 1 tuyên bố sẽ quy trách nhiệm cho Southwest Airlines để bảo đảm hãng hàng không này hoàn trả tiền cho những khách hàng hội đủ điều kiện sau hàng loạt chuyến bay bị hủy vào dịp lễ cuối năm, khiến hàng chục ngàn người bị thiệt hại. Theo Reuters, bà Karine Jean-Pierre, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, trong cuộc họp báo vào hôm thứ Ba nhận định, Southwest Airlines đã làm thiệt hại khách hàng. Bộ Giao thông Vận tải sẽ giám sát trực tiếp hoặc đảm bảo hãng Southwest đền bù đầy đủ cho khách hàng qua chi trả chi phí đặt lại vé máy bay, phòng khách sạn, bữa ăn và vận chuyển đến và đi từ khách sạn. Đây là những chi phí có trong hợp đồng của hãng hàng không với khách hàng. Theo bà Jean-Pierre,
Hàng ngàn người Hoa Kỳ phải hoãn chuyến bay trong kỳ nghỉ cuối năm vì các chuyến bay bị hủy trên diện rộng vào tuần trước do hậu quả của một cơn mưa bão mùa đông gây ảnh hưởng đến phần lớn nước Hoa Kỳ. Tính cho đến nay, Southwest Airlines là nơi gặp rắc rối lớn nhất đối với hành khách vì phải hủy hơn 60% các chuyến bay từ thứ hai đến thứ tư tuần trước. Tổng thống Philippines kỳ vọng chương mới trong hợp tác với Trung Quốc. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, phát biểu ngày 3 tháng 1, trước khi lên đường thăm chính thức Trung Quốc trong 3 ngày, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đã nhấn mạnh rằng ông sẽ mở ra một chương mới trong hợp tác chiến lược toàn diện giữa Philippines và Trung Quốc. Ông Marcos phát biểu tại căn cứ không quân ở thủ đô Manila. Chúng tôi sẽ tìm cách thúc đẩy các mối quan hệ có ý nghĩa và mở rộng hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, năng lượng, cơ sở hạ tầng, khoa học và công nghệ, thương mại và đầu tư, cũng như giao lưu nhân dân. Tổng thống Marcos mong muốn sẽ đưa quan hệ Manila và Bắc Kinh lên một tầm cao mới, hy vọng sẽ mang lại nhiều triển vọng và cơ hội hòa bình và phát triển cho người dân của cả hai nước. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Philippines, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức lớn và là nguồn khách du lịch lớn thứ hai của Philippines trước đại dịch COVID-19. Tổng thống Marcos cho biết ông sẽ nắm bắt cơ hội để tăng cường quan hệ đầu tư và thương mại sôi động với Trung Quốc trong bối cảnh Philippines đang tăng tốc phục hồi kinh tế. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của nhà lãnh đạo Philippines tới một quốc gia ngoài ASEAN kể từ khi ông nhậm chức tổng thống hồi tháng 6 năm 2022. Kính thưa quý vị, bức tường biên giới tạm thời được xây dựng để ngăn chặn dòng di cư bất hợp pháp đã bị dỡ bỏ ở Arizona. Bang Arizona đã đồng ý dỡ bỏ bức tường biên giới tạm thời dựng lên ở biên giới với Mexico sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden khởi kiện, cáo buộc bang xâm phạm đất liên bang và hủy hoại môi trường. Theo hồ sơ đệ trình lên tòa án quận ở Arizona, các container sẽ được dỡ bỏ trước ngày 4 tháng 1 năm 2023. Ngoài ra, tiểu bang cũng sẽ dỡ bỏ thiết bị, vật liệu, phương tiện và các đồ vật khác có liên quan. Khoảng hơn 125 containers đã được sử dụng để lấp đầy các khoảng trống trong bức tường biên giới với Mexico tại khu vực Yuma. Thống đốc Doug Ducey chấp thuận xếp chồng hai container lên nhau và phía bên trên có dây thép gai. Thống đốc đồng ý dỡ bỏ hàng trăm containers vì các quan chức liên bang đang tìm cách xây dựng hàng rào vĩnh viễn lấp khoảng trống trong bức tường biên giới hiện có. Ông nói, ngay từ đầu, chúng tôi đã khẳng định containers chỉ là chương trình tạm thời. Chúng tôi sẽ vui vẻ loại bỏ containers nếu chính phủ liên bang nghiêm túc và hành động bảo vệ biên giới. Hiện tại, chúng tôi nhận thấy dấu hiệu họ đang nghiêm túc hơn trong vấn đề này. Động thái này diễn ra sau cuộc tranh luận kéo dài hàng tháng về phương án bảo đảm an ninh biên giới. Vào tuần trước, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã kiện Thống đốc Ducey và bang Arizona khi cáo buộc ông xây dựng trái phép trên đất liên bang, cũng như gây ảnh hưởng tới môi trường. Các hộ gia đình sẽ được tăng trợ cấp nếu chuyển khỏi Tokyo. Nhật Bản có kế hoạch gia tăng mức độ hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình nếu đồng ý chuyển khỏi thủ đô Tokyo và đến nơi ít dân cư hơn, theo Bloomberg hôm ngày 3 tháng 1 đã trích một số bản tin từ địa phương. Những gia đình ở vùng đô thị Tokyo sẽ nhận được 1 triệu yên một người, tương đương với 181 triệu đồng, thay vì mức hiện tại là 300.000 yên. Bắt đầu từ năm tài khóa 2023 nếu họ chuyển đến những khu vực ít dân cư hơn. Mục đích của chương trình tái định cư này là nhằm giảm mật độ dân số ở thủ đô. Với dân số 125,7 triệu người, tương đương với 28% dân số Nhật Bản là 35 triệu người, tập trung ở Tokyo và các vùng phụ cận Kanagawa, Saitama và Chiba. Theo NextShock, chính phủ Nhật Bản đặc biệt lo ngại tình trạng dân cư tập trung quá đông đúc, một phần do nguy cơ động đất đang gia tăng. Năm 2019, trụ sở xúc tiến nghiên cứu động đất Nhật Bản cho biết xác suất xảy ra một trận động đất lớn ở thủ đô Tokyo trong vòng 30 năm tới là 47%, báo Asahi đã đưa tin.
Bên cạnh đó, chương trình trên nhấn mạnh thách thức mà Nhật Bản đang đối mặt đến từ sinh suất thấp và tuổi thọ trung bình cao. Những khu vực nông thôn xảy ra tình trạng chảy máu lao động trẻ khi giới thanh niên đổ xô đến các thành phố lớn để tìm kiếm cơ hội. Đến đây, chương trình tin tức xin được tạm ngừng trong giây lát để gửi đến quý khán thính giả phần bảo trợ thương mại cho đài. Chúng tôi sẽ quay trở lại với một số tin tức nổi bật như là cổ phiếu Tesla sụt giảm do lo lắng về nhu cầu các vấn đề hậu cần. Hoặc tin từ Bắc Triều Tiên cải tổ nhân sự, Hàn Quốc tăng cường cảnh giác. Hoặc là Trung Quốc mong muốn cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ. Và tin về Việt Nam, một bé trai lọt ống bê tông trong công trình xây dựng, trách nhiệm là do khâu nào? Kính mời quý khán thính giả vẫn tiếp tục đón theo dõi trên đài IBC TV.